Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến. Ngài tuyên bố: Thầy, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: Hỏi xem thầy muốn nói về ai. Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: Thưa thầy, ai vậy? Đức Giêsu trả lời: Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy. Rồi người chấm bánh trao cho Judas, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: Anh làm gì thì làm nhanh đi. Nhưng trong số những người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người nói với y như thế. Vì Judas giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Judas liền đi ra, lúc đó trời đã tối. Khi Judas đi rồi, Đức Giêsu nói: Giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của thầy, thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm thầy, nhưng như thầy đã nói với người Do Thái: Nơi tôi đi các ngươi không thể đến được. Bây giờ thầy cũng nói với anh em như vậy. Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, thầy đi đâu vậy? Đức Giêsu trả lời: Nơi thầy đi bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo. Ông Phêrô thưa: Thưa thầy, sao con lại không thể đi theo thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì thầy. Đức Giêsu đáp: Anh sẽ thí mạng vì thầy ư? Thật, thầy bảo cho anh biết, gà chưa gáy, anh đã chối thầy 3 lần. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu cảnh báo Judas và cũng cảnh tỉnh cả Phêrô, và đồng thời cũng gửi cho chúng ta thông điệp Chúa đi vào cuộc thương khó. Lời cảnh báo với Judas, khi Chúa nói với các môn đệ: Trong số anh em có một người sẽ nộp thầy. Nghe tin này, các môn đệ bàn với nhau và tự hỏi: Ai trong chúng ta là người nộp thầy? Và khi đó, Phêrô nói với người môn đệ của Chúa Giêsu và được mệnh danh là môn đệ Chúa Giêsu yêu mến là Gioan, đang ngồi bên cạnh Chúa Giêsu, ra hiệu để hỏi Chúa Giêsu rằng: Ai là người sẽ nộp thầy? Và Chúa Giêsu nói một cách rõ hơn nữa, người mà sẽ nộp thầy ấy là thầy trao cho cái người đó miếng bánh. Và khi Judas nhận miếng bánh từ nơi Chúa Giêsu thì Satan nhập vào ông ta. Và lúc đó Judas Iscariot đi ra, một bầu trời tối đen bao trùm cuộc đời của ông. Để rồi mọi hành vi tiếp theo của Judas là những hành vi ở trong tăm tối, tìm cách cấu kết với sự dữ để kết án Chúa Giêsu. Ta thấy Chúa Giêsu ở trong cái hoàn cảnh này, Ngài nói với các môn đệ: Đến giờ của con người được tôn vinh. Cái giờ mà Chúa Giêsu được tôn vinh là lúc Chúa Giêsu đi vào cuộc thương khó, là lúc Chúa Giêsu đi vào trong cái chết diễn tả một tình yêu đến trọn vẹn. Và trong cái chết đó, Chúa hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa Cha để thực hiện những gì mà Chúa Cha muốn. Nhưng bên cạnh ấy,
ta lại thấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ cũng như nói với tất cả chúng ta là những người con bé nhỏ của Thầy. Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy. Nhưng như Thầy đã nói với anh em, nơi tôi đi, các ngươi không thể đến được. Và Thầy cũng nói với anh em như vậy. Và đây là lời mà Chúa Giêsu nói với người Do Thái. Hôm nay Chúa lại ngỏ với chúng ta, nơi mà Thầy đến, anh em cũng sẽ đến. Ông Simon Phêrô lúc bấy giờ nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Nơi Thầy đi bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi." Phêrô tỏ ra một cách xác tín hơn là muốn đi theo Chúa Giêsu cho dù bất cứ một giá nào. Phêrô thưa thế này: "Thưa Thầy, sao con lại không thể theo Thầy được bây giờ? Con sẽ thí mạng con vì Thầy." Nhưng Đức Giêsu đáp: "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật Thầy bảo cho anh biết, gà chưa gáy anh đã chối Thầy 3 lần." Một lời cảnh tỉnh đối với Phêrô: gà chưa gáy đã chối Thầy 3 lần. Nhưng mà xem ra cái lời cảnh tỉnh đó chưa đi vào trong cuộc đời của Phêrô. Mãi cho đến khi chứng kiến Chúa Giêsu bị người ta bắt và đưa vào trong dinh, và lúc đó người tớ gái đến nói với lại Phêrô, ông cũng là môn đệ của Chúa Giêsu, và chính Phêrô đã chối Chúa Giêsu ngay lúc đó với những lời: "Tôi không biết ông ấy là ai." Và từ lúc đó gà gáy, Phêrô mới bừng tỉnh để thấy rằng Thầy đã báo những chuyện đó trước đây. Xin Chúa cho chúng con là những người con của Chúa, mặc dù vẫn dốc quyết đi theo Chúa trên con đường đời này bằng việc vác thập giá đời của mình để đi. Có những lúc chúng con mạnh dạn để nói rằng sẵn sàng chết vì Thầy đấy. Nhưng cũng có những lúc vì yếu đuối chúng con đã không thực hiện được. Thì giờ đây xin Chúa ở với chúng con và tăng sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ vì những ngu muội mà đi theo những gì là bóng tối, để rồi quên mất Chúa là ánh sáng, là sự sống, là đường và là sự thật của cuộc đời chúng con. Lạy Chúa xin ở với chúng con. Amen.